có xăm mày may mắn. Chứ có xăm mày dễ. Tôi đứng đường xăm là đẹp. Mờ phết rồi đấy. Lúc nào phải tô lại đi. Lông mày mà mình để nhợt nhạt đấy, nhìn thần sắc mình nổi hoài đấy. Hôm nay diễn xong. Chứ chỉ xăm rồi mà. Xăm rồi. Cái nhà mực bao nhiêu lâu rồi? 4 năm, 6 năm rồi. Thế là vừa rồi. Bây giờ đi theo thôi. Dạ. Công nghệ dệt đấy. Nhìn nó như là những cái sợi lông mày ấy. Hay không nghĩ ra ấy, chứ không chị đã đi xăm ở nhà chơi mấy ngày liền. Thôi mấy mới về xăm. Lông mày lên nó xuân sắc. Chị muốn xăm cả môi chị sợ nó hỏng. Chị chỉ cần nha, xăm mỗi chân mày với lại xăm mỗi đường viền mí thôi. Mí á? Đường viền mi nè. Sợ nó già. Không, đường viền mí đẹp lắm. Lúc nào trông cũng nhuận, nhuận sắc. Mấy đứa khách hàng nhà em nó xăm xăm đẹp lắm, xăm đường viền mắt ấy. Xăm ở đây á? Không, xăm à? Nó bọn nó khách hàng ấy, khách hàng tóc này nè, nhưng mà em không xăm. Đi vào trong cái ngõ vang, cái ngõ này vang lại càng
này mà sang điểm vẫn còn ngủ chưa? Sợ. Con này chắc nhà gì chiếu rồi. Mình quay lâu quá không? Lúc nãy chị trang điểm màu gì? Chị có màu đâu, chị cũng trang điểm mẫu phấn. Trong cái bút.